là anh đã biết em là ai chưa? Đâu đâu biết đâu, mà nói trong bây giờ tụi bay nhầm nhò là đi đi. Ui. Không không, đúng đúng nhà đúng nhà. Con anh thiếu nợ, thành ra kêu con anh ra đây nói chuyện. Con tôi. Đúng. Quậy. Dài 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 con giống nhau đi, động kinh. Nó đòi nợ mày càng. Dạ, làm gì thiếu mà đòi nợ. Không thiếu. Không thiếu ạ. Dạ, không thiếu. Sao mà không thiếu được. Bọn tôi làm việc lúc nào cũng phải có uy tín. Uy tín. Làm việc luôn luôn cái giấy tờ hả con? Có giấy tờ chứ. Giấy. 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 Tao biết cái dòng mà diêu 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 mà đòi giấy là tao biết mắt đó nè. Thằng kia nó cũng ngu quá hề. Mày điên hả mày? Mày đi đòi nợ, mày đưa cho giấy vệ sinh cho tốt. Cái gì? Mày điên hả? Nó có mép. Cái gì? Chứ nợ. Mày với nợ hả? Súng nấu á. Đi. Tao biết. Tôi mày mỏ mày đó. Mày cỡ biết. Nhiều rồi đó. Với nợ đó, với nợ đưa giấy. Mày cho to rồi đó. Giấy giấy mày diêu diêu. Đây. Lạc la có tay con anh chẳng. Hay lắm. Trần Thánh Nhân Tông. Có gì vậy mày? Tôi hỏi cái gì vậy? Trời ơi. Con chiên giọng bạc nhậu nhậu ấy nào cha hả con cha vậy chứ con nè mùng sáu cho mùng sáu đó cho đổ không tay giờ đó cho tâm giết mà đánh nhau bây giờ con tôi thiếu như vậy bây giờ là cái sự tích con anh nó thiếu nó giờ lát tôi là tôi có kể từ từ cho anh nghe tôi nói từ từ chậm chậm mấy anh nói anh rối nghe này đó tôi nói vậy nè tôi nói từ từ cho nghe đó là con của anh là mượn tiền của thằng đẻ của tôi mà thằng đẻ của tôi là thằng đẻ của tôi đúng không thằng đẻ tôi là thằng đẻ tôi đâu có cả được thằng đẻ lúc đầu tôi là thằng đẻ chị đợi tôi cho nên là chị con anh thiếu tiền của chị đợi tôi hôm nay chị đợi tôi sơ tôi ra đứng lên thay chị đợi tôi đó là đòi lại số tiền mà con anh nó mượn của thằng đẻ của tôi cũng như là tiền của chị đợi của tôi ôi chè ơi hiểu không anh đúng như anh thấy rồi nó ngu luôn rồi mày nói giải xong nó hiểu đúng rồi con làm nông mà làm sao mà hiểu được à, hiểu không à, hiểu. Bây giờ tôi nói anh nghe à, nói mình ví dụ đây là thằng đó, A thí dụ là A rồi mình thí dụ đây là thằng B đây B rồi đó thằng đệ A tôi là chị đệ của thằng đệ A mà thằng đệ A nó là thằng đệ của thằng đệ B mà thằng đệ mà con anh nó là thiếu tiền của thằng đệ A suy ra con anh nó đang thiếu tiền của tôi hôm nay tôi sơ thằng đệ A cũng là thằng đệ của thằng đệ B nó đứng lên khai mẹ tôi đòi lại số tiền con anh nó mượn của thằng đệ A cũng như là thằng đệ của thằng đệ B cũng là mượn tiền của tôi anh có hiểu không trả lời mày tránh lại miệng lên mày mới nghe xong nhũn não trời ơi để bây giờ tao hỏi nè có thằng nào nói một cái ngắn gọn không mà tại lanh quá tôi nói ngay một biết gì ngay tôi nói là mục đích của anh là mượn tiền của chúng tôi mục đích của chúng tôi là cho anh mượn tiền mục đích của chúng tôi bây giờ đánh ra đâu lại số anh tiền của anh nó mượn và mục đích của anh phải có tiền chúng tôi để tôi về tôi đáp ứng mục đích người khác cho người khác một thực hiện mượn tiền để thực hiện mục đích khác tôi ngang hầu toàn một biết biết không mày mà em mà nó không hiểu luôn không nó tóm lại là con của ông thiếu tiền của chị nợ tôi ok thông minh dạ, mày nó đánh được một kế mới chịu đó bây giờ mới hiểu đó hiểu chưa hiểu đâu rồi trong cuộc là thiếu bao nhiêu thiếu tiền á thì mượn thì ít thôi nhưng mà tiền là tiền đứng tiền ngồi tiền đẻ tiền không bao giờ nằm một chỗ hiểu không bây giờ anh muốn biết số tiền anh bao nhiêu phải không dạ yeah. Cảm ơn tôi thì xin kính chào tất cả mọi người Ba mươi mốt, sao gì là sao gì là con sao gì là sao gì.
mày? Kinh rồi, kinh rồi, mừng quá. Nhất chương chỉ có bà. Nhị thiên đường có một. Tam tông miếu có bà. Tứ đồ từ có bảy. Ba một ba bảy. Đó chính là số nợ của anh. Ba ngàn bả nam, ba mươi bả đồng. Sao rồi. Cái này là 313 triệu. Lẽ bả ngọt. Gì mà cho ông ngờ mày. Lẽ bả ngọt đó anh. Nhưng mà tôi nói lên ngay, tôi có một cái suy nghĩ mới vừa phút ra. Đó là tôi sẽ lái của anh là 300 triệu. Còn lại là cho anh. Trả luôn. Cho anh thiếu. À, mày không á. Cho anh cũng chưa có hiểu. Có nghĩa là công ty của tụi tôi là có cái thằng đó là uy tín với khách hàng nhá. Mình phải giữ cái quan hệ thân thiết, mật thiết để mình còn làm ăn lâu dài và bền vững để mấy trường tàu mấy phụ huynh đó, hiểu không? Không có lòng bị điên đâu. Về uống thuốc mẹ ơi. Tôi mềm mỏ đó. Bây giờ tôi nói thiệt. Bây giờ nhà tôi không có gì. Còn tủ đồ nậu y đó vô cỏ gì mà đi. Cho luôn. Hoàn cảnh quá. Tôi nghe anh nói sao tôi thấy anh hoàn cảnh quá. Tôi thương anh lắm chứ phải không đó. Bị điên đó. Nghèo. Mà bây giờ mấy em quái. Mày nhọc vô. Đi đó. Mày sung quá mà. Mày sung quá mà kéo chi mày. Trời ơi đập chi mà đập mày hả? Đập chi mấy em mấy trời ơi đụng ấm. Bà sung xuống. Đâu rồi rồi. Bà sung xuống. Không có sung. Bà đồ xuống mày. Bà đồ xuống lên mấy đứa. Mà dạ. Nó trả chống tiền với ơi ta. Mày đâu tắt mày giọt đi cho. Nhà mới mới xuống giờ. Mày điên lè đường. Cầm súng làm sợ. Phải thôi bố ông nó mới sợ. Cái này gì đây là thỏ răng tét nè. Tôi nói nó thỏ răng tét trong đầu rồi nghe. Bụng mày thấy tôi cầm súng cái ghê không? Thấy mày ghê rồi đó. Thấy là ghê. Người tôi thường nói là. Người tôi thường nói tôi là điệp lung linh. Mà thần kinh không ổn định. Rồi sao? Hiểu luôn. Mà thịt rong phở á. Tôi là Superman. Mẹ thú quán à. Im mà. Lên tới Superman là hiểu rồi đó. Sợ. Thôi bây giờ là mẹ vô đây làm gì mẹ? Vô đây làm gì vậy? Con tớ ở đâu dẫn về. Tát choan tát được mấy bữa vui rồi về đi chứ. Mẹ im mà. Mẹ cứ tin là bây giờ mày đỡ hát trong quần không? Gì cả. No. Chết mẹ chả thiệt kìa. Con mẹ đi dân. Mẹ làm cái gì vậy? Mấy đứa dẫn chị về. Dẫn chị về. Tội. Tội. Hoàn cảnh ra đường. Xây. Buông được tay tao ra. Về về. Trời ơi. Hút nó về giùm tôi cái cà. Nãy giờ giỡn với tụi bay cho vui thôi. Xin giới thiệu với tụi bay. Tôi là cảnh sát. Thôi được rồi, tôi nói chị nghe nè. Tôi biết đó là tái tư là mấy cái rộp xiếc mà nó cho thú dạng tái đúng không? Nhưng mà thôi thì hai tái năm 16 rồi mà. Thôi về giùm. Ê, nó dẫn về đi chứ. Mày nghĩ xô vậy? Nghĩ xô tao là thú vậy? Tôi là động vật mà. Thôi mày. Nó quằn biết cái. Thái cảnh sát nè mày. Mày thấy không? Y nguyên có bọn mẹ của tôi luôn đó. Ủa, cảnh sát vậy phải chạy. Nó nghe nè. Mình đồng bằng ghế với nhau mà đúng không? Dặn mấy đứa nó vô nó chơi. Thôi đi chơi chơi mà. Mà im đi. Thôi bây giờ về mấy đứa. Về cho bà kêu lại đó. Về. Đứng lại mày. Về cái rẹp nè. Để đó chị. Bà yên tâm đi. Để đó chị. Chuẩn bị nè. Màu. Hề quá. Chả đi mày mạnh nè. Chả xuống luôn đi. Nó chạy xin con mấy con điên thôi. Chạy. Cảm ơn chị. Nha chị mà nó không là đã tôi. Cảm ơn chị. Không cần bảo mật, tôi đâu phải là cảnh sát. Chứ mày làm cái gì? Ôm với số cho. Mày đi dừng hà. Mày vô sốt, có mấy chạy. Quá. Đang nó tiếc là. Bây giờ tao hỏi mày nè. Dạ. Tại sao mà đi cá độ? Dạ. Giỏi gì mày? Dạ. Giỏi khôn với mày? Dạ. Mày đi dừng hà. Dạ. Để tao hỏi mày nha mày. Mày biết sơ chưa? Dạ không biết rồi. Mà gì mày mà cái tủ đồ lót của tôi nó lái luôn hả? Bây giờ tao hỏi mày nè, bây giờ mày nhận sai chưa? Dạ nhận sai rồi. Nhận sai thì sao? Dạ xin lỗi cha, từ nay con không dám nữa. Thôi, nói chung là mày biết lỗi được rồi. Thôi bây giờ mình an táng của bà con.
Music. Mừng Tết đến bao Tết nhà nhà cái mây vàng tươi. Chúc cụ già được sống lâu sống thọ, con cháu sang năm lại đón Tết sang. Và kính chúc người đến sẽ gặp lành Tết sau đường nhiều lắm hơn Tết đây. Tết đến đoàn tụ cùng áo đen đến hồng và đôi bánh trưng xanh chờ xuân đang xa. Thì phòng của lớp 11 khóa 8 đến đây là kết thúc. Xin chúc các cô các bác một năm mới an khang thịnh vượng.